水煮碗糕，草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。Nó không có tác dụng gì hết, nhưng tôi lại khác họ. Bởi vì sao á? Đơn giản là vì họ mang lại cho tôi niềm vui của thời thanh xuân. Mang tiếng ca hòa lời sông núi, chấp cánh mây ngang trời. Nắng gió phương Nam kêu bước chân kêu hùng ta đi. Ý chí nam nhi xương cho kia cùng chẳng hà chi. Cậu cứ yên tâm, vì đối với tôi, cậu là nhất rồi. Ok, let's go.若是有地煞打到咱们寨门前来，我替您砍了便是。